Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chân Thành đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của một nam công nhân. Nạn nhân được xác định tử vong do rơi từ giàn giáo xuống đất. Nạn nhân là anh Trương Văn Hân, 50 tuổi, quê Quảng Bình, công nhân thi công xây dựng nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sam Gold Inc. Trong đó, sáng ngày 19 tháng 3, anh Trương Văn Hân đứng trên giàn giáo cao cách đất khoảng 3 mét để làm việc tại công trình xây dựng nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Sam Gold Inc, khu công nghiệp Minh Hưng 3, địa chỉ xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Văn Lâm, 43 tuổi, đồng nghiệp của anh Hân phát hiện anh Hân ngã xuống đất nên cùng số công nhân tại công trình đưa anh Hân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến chiều tối cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.